Nhà thơ và sau nhiều cũng có câu rằng đố ai định nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu, một buổi chiều nó chiếm lòng ta bằng nắng nhạt bằng mây nhẹ nhẹ dấu yêu yêu. Và ngày hôm nay ông Tơ bà Nguyệt đã chia sẻ cho ông cho cô dâu Thị Thu và chú rể Xuân Cảnh. Kính thưa quý vị thân mến, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi con người chúng ta, là món quà vô cùng quý giá mà Thượng Đế ban tặng cho con người từ các quà của sự yêu thương. Và sau thời gian quen biết tìm hiểu, tình cảm tình yêu của cô dâu Thị Thu và chú rể Xuân Cảnh đã bến đồ chín mùi. Và ngay tất cả quý vị đã có mặt đông đủ ở đây để cùng chung vui và cùng chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Và sau đây thì xin mời quý vị cùng hướng mắt về cổng hạnh phúc và tạo một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chờ đón đôi trai tài gái xuất trong ngày hôm nay, đó là sự xuất hiện của cô dâu Thị Thu và chú rể Xuân Cảnh. Ngày hôm nay mong mô giám thật lớn tất quý vị và xin mời. Và sau đây thì xin mời cô dâu và chú rể mình sẽ cùng lần lượt cùng trở về sân khấu của chúng tôi để cùng đem mắt đến cho quý vị đang mặt tại ô cửa dưới cho hôm nay. Và xin mời. Xin thưa quý vị thân mến, từ nay như đủ có tôi, như tôi có đến như đàn cố dê, mấy trời nên nghĩ thu thê, mẹ cha tự định em về với anh. Kết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng nhất và rằng người nhất, đó là cô dâu Thị Thu và chú rể Xuân Cảnh. Kính thưa quý vị thân mến, ông bà ta vừa có câu thế cũ mất thịnh kim, con cha con mẹ lấy đầu ta xin hình, kề gó cùi mũi đầy mầm xinh lá, và nữ con hồn mũi biển rộng và sâu sâu. Và sau đây thì sẽ được mạng vé tên là những người thực hiện chương trình TVH đại diện hội nhà gái sẽ được trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu. Đó là mẹ của cô dâu Thị Thu và đại diện của hội nhà gái đó là cậu năm của cô dâu. Và TVH đại diện hội nhà trai sẽ được trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu. Đó là bố mẹ kính yêu của chú rể Xuân Cảnh. Mình đã sẽ cùng lần lượt cùng trở về sân khấu. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời và kính mời nhà trai. Mình đã sẽ cùng tiến về sân khấu tình yêu. Và xin mời đại diện của hội nhà gái mình đã sẽ cùng đứng cạnh bên cô dâu. Và đại diện của hội nhà trai mình đã sẽ cùng đứng cạnh bên chú rể. Và xin mời đại diện của hội nhà gái, đó là mẹ của cô dâu và cậu năm của cô dâu, xin mời. Để tỏ lòng tri ân sâu sắc đến tập thể quý vị đã có mặt tại hội trường kế ngày hôm nay, thì sau đây xin mời đại diện của hội nhà gái, đó là Dượng Ba Hoàng, Dượng của cô dâu Thị Thu, mình đã sẽ cùng đại diện cho hội nhà gái cùng trở về sân khấu. Sẽ có đôi lời phát biểu, xin được đặt đồng kính mời và kính mời ạ. Là đầu tiên tôi xin có lời chào trân trọng và lời thăm sức khỏe đến quý vị có mặt trong hội trường. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa bạn bè thân hữu gần xa, các cháu nam thanh nữ tú, hôm nay là ngày 10 tháng 5 2019, nhằm ngày 6 tháng 4 âm lịch, gia đình chúng tôi có tổ chức lễ vu quy cả con về chồng về nơi miền Trung Quảng Nam. Gia đình chúng tôi có tổ chức và có thiệp mời và có lời mời đến quý vị. Đã khi đã nhận thiệp mời và lời mời của gia đình, trong quãng đường xa xa xôi, thời gian vàng ngọc và trời nóng bức hôm nay cũng về đây trước thăm gia đình và sau chúc phúc cha con cháu chúng tôi. Đó là một niềm vinh hạnh vô bờ bến. Gia đình chúng tôi không có gì hơn
xin trân trọng cảm ơn đến quý vị đã có bỏ thời gian đến chúc phúc và tham dự buổi tiệc vui của con chúng tôi. Trong cuộc vui không tránh đau khỏi về sơ sức, có gì sơ sức mong quý vị niệm tình bỏ qua và mong quý vị, chúc quý vị ngon nghỉ cùng chúc phúc với gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, chân thành cảm ơn. Chào mừng vừa thì quý vị đã cùng lắng nghe những lời chia sẻ đầy đủ và ý nghĩa đến từ chú Hùng Hồ nhà gái. Kính thưa quý vị thân mến, và trai vui thì gái cũng mừng, hôm nay hai hồ tình bừng như hoa, nhà gái hân hoan mừng rỡ quý, nhà trai hớn hở đón giao hiền. Vậy để cho câu chuyện được đối liền thì xin mời bên nam tàu cũng có đôi câu dặn dò, vâng xin mời bố của chú rể sẽ cùng có đôi lời, vâng xin mời chú. Dạ vâng. Kính thưa công cô nồng của hậu nhà gái và thưa tất cả bà con cô bác đã có mặt trong hội trường ngày hôm nay, tôi là ba của cháu Cảnh cũng có đôi lời rất là hân hạnh được sự đón tiếp của hậu nhà gái một cách nồng nhiệt. Đó là một niềm vinh hạnh lớn lao của hậu nhà trai chúng tôi, thì tôi cũng không biết nói gì hơn những điều mà đại diện bên hội nhà gái đã nói rồi, thì tôi cũng xin gửi là để chúc tất cả liệt quý vị một lời chúc sức khỏe và trân trọng nhất, và xin cảm ơn. Chân thành cảm ơn những lời chia sẻ, những lời phát biểu rất đầy đủ và ý nghĩa đến từ đại diện chú ông hai bên gia đình rất là nhiều, và chúc cho tình thương gia của hai bên gia đình luôn luôn đoàn kết tự thương và keo sơn gắn bó. Kính thưa quý vị thân mến, và để cùng cảm nhận tất cả sự ngọt ngào, sự chất ngọt sẽ bùi trong cuộc sống. Và đầu tiên thì xin mời cô dâu và chú rể mình sẽ cùng mình lần lượt tiến đến bánh tình yêu để cùng chất ngọt sẽ bùi của cái thức các bánh. Xin mời cô dâu và chú rể. Đầu tiên thì xin mời cô dâu và chú rể mình sẽ cùng mình lần lượt tiến đến thắp bánh tình yêu của mình trong ngày hôm nay để cùng chung tay các bánh cưới. Thôi xin mời. Tay phải của chú rể mà chung tay các bánh cưới trong ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị thân mến, bánh nghĩa, bánh tình, bánh lòng son sắt giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra sáng lòng sáng giữa ta với mình. Và sau đây thì xin mời cô dâu và chú rể mình sẽ cùng tiếp tục cơ hội xung quanh trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì xin mời chú rể sơ cảnh mình sẽ cùng trao đổi tốt nhất ạ. Và xin mời chú rể mình sẽ cùng trao đổi tốt nhất. Đầu tiên xin mời chú rể mình sẽ mở giỏ trao đổi ạ. Đầu tiên mình mở nhỏ cho đủ ra trước, sau đó mình mở quay ạ. Mình mở quay cho đủ ra, sau đó mình mở quay, mình sức mạnh lên ạ. Dạ có bao nhiêu lượt mình sức bao nhiêu ạ. Dạ mạnh lên chú đệ ơi. Dạ mạnh lên ạ. Và sau thì xin mời cô dâu và chú đệ mình sẽ cùng tiếp tục cùng ngã đầu vào nhau đi ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng ngắm mắt về sân khấu tình yêu. Kính thưa quý vị thân mến, rượu Sherman anh cần tay rót, rót cho đầy tình nghĩa cuồng thê. Từ nay mua thắm mặc kệ, tình chồng nghĩa vợ trọn đời có nhau. Và sau đây thì xin mời các vị mình sẽ hút mình mở quay chưa được ạ. Vâng, và sau đây thì được sự ủng hộ rất tuyệt vời từ các vị, thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng mở tiếp tục bước đầy vào thắp lên bên lề của mình trong ngày hôm nay ạ. Và sau đây thì xin quý vị sẽ cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu và bình đẳng cho cô dâu và chú rể bằng một trái tim lửa đập lòng giữa quý vị, và xin mời. Và xin mời cô dâu chú rể mình sẽ cùng chén rượu. Kính thưa quý vị thân mến, chữ trung thì để phần cha, tiểu phần mẹ và đôi tay chữ tình. Và tiếp theo chương trình thì xin mời cô dâu và chú rể mình sẽ cùng giao lưu lên đại diện chú ông hồ nhà trai ạ. Xin mời cô chú sẽ nhận và giữ hai đồ đa hình thông của mình trong ngày hôm nay, và tôi chúc các mẹ thật nhiều sức khỏe để sống mãi bên chúng con ạ. Và sau đây thì xin mời cô dâu và chú rể mình sẽ cùng trở về trong tâm sân khấu tình yêu. Một tình cảm cho mình là mở cười một ly rượu hồng, cùng đứng đối diện vào nhau và cùng khoác trở tay nhau uống cả ly rượu giơ môi.
và xin mời đại diện hai gia đình mình sẽ cùng xin lại gần nhau và cùng nhau chấm ly. Em cùng xin mời tình đồng gia luôn luôn đoàn kết từ từ một sự gắn bó và xin mời. Xin quý vị thân mến, và sau đây thì xin được là câu nói từ cô dâu và chú rể. Xin mời quý vị cùng nhớ ông về mình sẽ cùng nâng lên nơi đây để cùng chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và xin mời. Xin mời. Và xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình. Alo, bữa nay ngày vui quá hai cháu. Mình không có gì, chúc hai cháu kêu mẹ hạnh phúc. Rồi chúc các anh chị vui vẻ mạnh khỏe. Hồng Lụa mình đã sẽ cùng đến về sau ăn ly đi.
Vâng, hôm nay là ngày vui của hai cháu, nên có gì hơn trước tiên chúc gia đình, ban tổ chức cùng tất cả quý vị chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ca nữ, xin mời lời ca của chị Minh. Xin mời lời ca của chị Minh là một lời ca nữ tiếp theo. Mình sẽ cùng để về sân khấu để cùng tham gia các bước tuyển chọn và xin mời chị. Một lần nữa thì xin mời dọn ca nữ, xin mời lời ca của chị Minh ạ. Xin mời chị. Yeah.
sư Nguyên hát. Và sau buổi tiệc ngày hôm nay, quý khách thưởng thức những món ăn của nhà hàng sư Nguyên chế biến, có gì sai sót xin quý khách vui lòng thông cảm cho và góp ý chân tình cho nhà hàng sư Nguyên ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn những lời chia sẻ tuyệt vời và bài hát rất tuyệt vời qua lời ca của chị Sương Hương rất là nhiều. Và chương trình Hài Sương Hương xin ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai à. Và sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với một lời ca tiếp theo, xin cùng tiếp cận sân khấu. Xin mời lời ca của chị Bích. Xin mời lời ca của chị Bích là một lời ca nữ tiếp theo. Xin mời chị, mình sẽ cùng đến với sân khấu cùng góp vui và góp tự chọn tiếp theo với sân. Vâng, và sau lời ca của chị Bích thì xin mời lời ca của ca sĩ Thanh Thúy mình chuẩn bị ạ. Alo, hôm nay là ngày vui của hai em. Tôi xin đại diện bên họ nhà gái để giúp vui cả nhà chờ đâu hả? Cái gì sai sót cũng mong quý vị cố gắng gọi ở lại chứ đừng ở về lỡ cỡ gì mà đuổi tôi. Thank you.
chân thành cảm ơn ca khúc Chờ Đợi vừa rồi qua lời ca của chị Bích rất là nhiều. Và sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với lời ca của ca sĩ Thanh Thúy. Xin mời lời ca của Thanh Thúy, mình sẽ cùng đến với sân khấu ạ. Vâng, và sau lời ca của chị Thanh Thúy thì xin mời giọng ca của chú Tám, chú Rỉ mình chuẩn bị.
một sáng tác của nhạc sĩ Tân Sơn rút âm mới từ Mau vừa rồi. Quan lời ca của chị đang thấy rất là nhiều. Vâng, và sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với lời ca Nam. Xin mời chú Tám quý vị, mình sẽ cùng mời đến với sân khấu. Và sau giọng ca của chú Tám thì xin mời chị Nga mình chuẩn bị. Hôm nay là ngày vui của hai cháu. Chú Tám cũng chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc và chúc tất cả bà con, cô bác, anh chị em trong công trường sức khỏe. Sau đây để mừng giao lưu với nhạc phẩm được mang tên Cô Gần Số. Thank you.
rồi ạ. Chân thành cảm ơn ca khúc vừa rồi qua lời ca của chú rất là nhiều. Và sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với lời ca nữ. Xin mời giọng ca của chị Nga. Dạ không biết chị Nga có mặt trong hôn trường hôm nay không ạ? Và chị Nga đã về rồi thì xin mời giọng ca tiếp theo. Xin mời giọng ca của Mỹ Dung ạ. Xin mời giọng ca của Mỹ Dung. Còn có mặt trong hôn trường hôm nay thì xin mời chị. Mình sẽ cùng trở về sân khấu để cùng tham gia các khúc tự chọn tiếp theo. Xin mời. Mình nữa thì xin mời giọng ca của chị Mỹ Dung ạ. Vâng, chị đang lên ạ. Xin mời chị. Mình sẽ cùng trở về sân khấu để cùng tham gia các khúc tự chọn ạ. Và sau giọng ca của chị Mỹ Dung thì xin mời giọng ca của bạn Vĩ, là bạn của cô dâu, mình chuẩn bị ạ. Bữa nay là ngày vui của chị Úc. Cũng là cháu phụ đến từ ở Lệ Đông, cũng là Tân Quân Nam, hình như Bình Định. Nhân dịp như thế này thì Phụng không có gì hơn gửi lại nhân viên hai họ và quý khách bài hát được mang tên Hai Chiếc Tàu Đêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nơi anh đến sang lòng anh vẫn khóc khóc một mình lên ngày anh vẫn luôn mong rằng em sẽ mãi chờ đợi anh rồi một ngày anh cũng sẽ trở về cùng em. Look.